Đây là set 2 nha các bạn. Set 1 là bên tài nhỏ Robo thắng này nha. Gà ngồi dây. Đây là set 2 các bạn, 3 thắng 2 35 củ các bạn. Nhưng mà tiền thì lúc nào bên tài nhỏ Robo còn nhiều nha các bạn. Phải về 5 triệu rồi, chắc 5 triệu. Bắt con nào lại? Bắt đây, bắt đây lại chứ, bắt ngược chết sao? Vậy. Lại đang 8. Nè coi sọc. Không không. Rồi bánh đậu đụng đây. Trời ơi, hèn. Hèn thiệt không nổi ơi. Đúng cái này chắc đi nữa. Mấy cây thôi. Đây giờ sống rồi. Đúng mấy cây à? Một không. Cơ hội không. Đây là kèo hạng nha các bạn, 3-3 Sơn Hoàng Vinh của Bình Thuận gặp Weibo tài nhỏ và Rô là hợp tác liên quân nha các bạn. 3 tháng 2 sổ 35 củ. Nhưng mà ở ngoài lúc nào bên tài nhỏ Rô cũng còn tiền nha các bạn. Hay. Hai đều. Hai đều. Chiếc bánh này thấy các bạn là cú này các bạn, cú là cú dày lên nhưng mà dưới vai thôi các bạn, ngang vai thì được nha, cú lật bàn tay trắng đen nha các bạn, này thì được nhưng mà ở này nè, này cú nhờ dưới vai, ngang vai trở lên thì được nha các bạn. Đang cãi nhau quả bóng này các bạn. Bánh ngang vai trở lên thì được các bạn, còn dưới vai thôi các bạn. Thì là bên tài nhỏ thôi nha, 3-2. Bộ ba Bình Thuận lúc nào cũng lợi thế hơn nhưng mà về cuối thì lúc nào cũng tâm lý quá. 4-2. Bóng không qua lưới. Bắt lên công ăn nè. 3-4. Bóng ngoài cho quy bò lưới. Có
5-3. Khờ quá chịu rồi. Rồi. Quý bơi bạn giao quá quý bơi. Đúng rồi, có quầy cãi mà quý bơi gian thiệt. Chút tài chút xíu ạ. Bụng tốt, 7-5. Kèo hẹn quá, hấp dẫn các bạn. Bình Thuận bộ 3, Bình Thuận dưới máy 7 gặp hợp tác Liên Quân Weibo tài nhỏ và Rô. Cho điểm không là... Cho điểm gì ngon chết cái lên đều mẹ ơi. Đều cái bên đây gửi gói lại. Gác bài máy này đâu ơi. Bây giờ anh là đâu. Chết nãy đụng quá tưởng ăn luôn chứ cho ai chết. 6-7. Chết mà nghĩ quýnh chung kết đó. Quả bóng này cãi mà tài thủ vô bụng đang cãi nhau nữa nha các bạn ơi. Chúng mình nó thật sự không bắt được đâu. Chúng mình nó lên nhanh quá. Cảm quá, lẹ quá. Mình nó lên 8-7. Đổ mình ơi. Hết đi. Rồi này nhờ. Tám đều. Phát luôn em, thoải mái đi. 9-8 nghi về bộ ba Bình Thuận. Hết đi diễn thay rồi đó. Hết đi. Nó chọt trước không chọt em. 9-9. Mà nó lố rồi thằng này dở chứ. Đó.
Sơn. Bên nó giật cái khều trước chỉ chứ không ăn anh vợ. Em lên khóa đường này Sơn. Tập trung vô đây. Không trên. Không trên. Không trên. Tốt. Rồi, sống hình đó. Ê! Hey. Rồi. Trời ơi, đâu mẹ bánh ngon. Trời ơi. Quanh xuống đại luôn, bánh đi khỏi đường đó cũng không có luôn. Mấy cái đầu đại nó chèn sát quá, cái đà nó bay vô, nó cắm vô nó không được. Trời ơi. Rồi, bà em gõ vô luôn, thoải mái gõ xuống ăn rồi, nó gõ xuống ăn rồi, nó hít qua bắt sau này xung quanh cây sờ cờ giống như cao su các bạn, quá mát mẻ tuyệt vời các bạn ơi. Khán giả đang sung quá các bạn ơi, đây giống như coi trận Việt Nam với Thái Lan tối qua các bạn, cực kỳ hấp dẫn không. Lao mẹ rồi. Bỏ luôn. Tốt. Ừ. Đó, bạn đâu như vậy đi. Được rồi, giữa phá được cái thoát em. Người ta giả dạ, đâu được hả con? Thật nào bắt lên lên xuống rồi. Nghĩ nè. Nè gắn một nè. Bỏ với tao đâu. Đẹp cái trái này. Một không. Một không. Ôi. Quá kìa. Quá rồi trời, bánh nó bên đây lên. Chết rồi. Cái bạn muốn qua chụp bước 2 luôn ta. Cho bạn nó xẻ lên, tại nó xẻ vậy đi như hiện như ta. Một đao. Cực kỳ hấp dẫn các bạn. Ba set. 35 củ, 3 tháng 2 các bạn. Ở ngoài còn cũng rất nhiều, còn cả chục nữa các bạn. Trời hên như trời hoài, thủ đi. Ăn đi thằng ta trái này, ăn đi. Trời ơi, thằng này hiền vui cho nhát hết. Không dám bỏ lỗ một trái banh luôn, thiệt luôn nha. Đúng nha. Đẩy mà cá này nó chết hoài luôn. Thiệt luôn á. Bên mày không bên không dám bỏ một trái banh nữa, thật sự thôi, không dám bỏ một trái banh. Ừ, hai thằng thủ hai biên, thằng nhỏ đó nó chỉ chạy vòng đâu có thời gian nó qua nó trắng biên đâu. Banh gì mà hai trái banh không thấy bỏ nhỏ một trái banh là nhát dư dằn rồi. Phản công là ông quýnh không chết mà. Hai ba trái phản công luôn. Cơ hội lúc nào cũng ngon cho mà gần về cuối chết không. 12 đều. Dính, đều bàn dính. Cái bàn bắt dính thua luôn á. Bàn bắt thua á, bắt ăn thì ăn á, bàn ăn á. Bắt trong tài xử lý thua. 13-12. Ba anh em Bình Thuận đang dẫn lại các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Vô hàng. Thanh Long nhiều. Thanh Long nhiều lắm.
Bỏ đi thủ nè, bỏ đi thủ nè. Trời ơi. Mẹ nó phát cái này ba đều chết rồi sao? Chết thử rồi sao? Sao không ve về trời. Ba đều. Trời quên luôn. Câu hỏi mấy bình thường thì ngon ghê luôn mà đồn mấy thiệt tình quá. Thằng kia lôi về hai bước cái thủ nhỏ chật chết luôn, manh như hiền như trời. 14, 13 gà, không đá độ được. Hết đi nhỏ kìa. Trời hèn dữ quá trời. Trời nắm trời ngoài mà. Banh thấy hèn luôn á chứ, banh nó giật cái tay lên xong rồi hèn. 14 đều. Hiện tại bây giờ không có phút bù giờ nha các bạn. Cho banh này cuối cùng nha. Thế nào cũng có bên thắng bên thua, tôi đéo biết bên nào ăn bên thua thua. Đúng rồi. Nói chặt cu. Chặt cu. 14 đều. Chuyện 2 để ý à. Tốt. Cắt lại. Con con. Chuyện lại nó hoàng. Lên luôn, lên luôn. Phải quá đó. Trời ơi trời, chuyện banh thấp trời. Các bạn biết như thế nào rồi đây? Trận đấu quá kịch tính. Bộ ba mình thân ăn hú hồn. Bởi vì các khán giả thế nào đó các bạn biết sẽ banh này đó. Kè này quá kịch tính, tiền quá nhiều luôn các bạn ơi. Ở ngoài này cũng mười mấy hai chục các bạn. Tỷ số 1 đều. Trận đấu sẽ bước vào set chung kết đi các bạn. 35 cụ 3 tháng 2 các bạn. Bây giờ là set chung kết bắt đầu các bạn. Đây, đây là bộ ba Bình Tịnh. Đúng rồi á. Kịch tính xa này quá kịch tính các bạn. 14 đều các bạn, hú hồn các bạn. Quang. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ mát mẻ xem bóng cực kỳ nha.